Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi và làm bài tập của bài 11 hình thang cân, trang 52 sách giáo khoa toán 8 kết nối tri thức. Chúng ta cùng ghi bài, bài 11 hình thang cân. Trang 52 sách giáo khoa toán 8 kết nối tri thức. Chúng ta cùng nhìn vào bài toán mở đầu. Cắt một mảnh giấy hình thang cân bằng một nhát cắt thẳng, cắt cả hai cạnh đáy thì được hai hình thang. Ở trong hình cô đang có hình thang cân ban đầu là A, B, C, D. Bây giờ cô sẽ lấy kéo này, cô cắt một nhát thẳng đi qua hai đáy, đấy là cái phần đoạn MN này, đây chính là cái phần nhát cắt này, thì sẽ chia hình thang cân này thành hai hình thang, đó là hình thang AMND và MBCN. Bây giờ cô sẽ lật một trong hai hình thang, tức là trong hình minh họa ở đây cô đang lật cái hình thang AMND, cô lật ngược lại và cô ghép vào phía bên kia của hình thang còn lại, tức là ghép vào hình thang MBCN thì cô sẽ được một hình mới. Và chúng ta nhìn thấy rằng là đây hình mới tạo thành bây giờ là MN', M'N. Thấy rằng là đây cũng là một hình thang cân. Và sau khi học xong bài này thì chúng ta sẽ quay lại giải thích cho cô xem tại sao hình tạo thành này cũng là một hình thang cân nhé. Đây, cái phần hình tạo thành chính là cái hình cô tô màu xanh nhé. Đây. Đây, phần màu xanh bên này. Rồi, các bạn giải thích xem tại sao bên này nó cũng là một hình thang cân. Chúng ta cùng đi vào phần một nhỏ hình thang cân. Khái niệm hình thang cân ở đây là hình thang là hình mà tứ giác có hai cạnh đối song song. Còn hình thang cân là hình thang mà có hai góc kề một đáy bằng nhau. Và bạn Phi có chú ý cho chúng ta rằng là hai góc kề một đáy bằng nhau thì hai góc kề đáy kia cũng bằng nhau. Tức là nếu như mà có ABCD là hình thang cân thì chúng ta sẽ có góc A bằng góc B, này, góc C bằng với góc D. Và ngược lại, nếu như chúng ta có góc A bằng góc B, góc C bằng góc D thì ta cũng có thể nói ABCD là hình thang cân. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ví dụ 1. Chứng minh rằng hai góc kề một cạnh bên của hình thang bù nhau. Ở đây chúng ta cùng nhìn, chúng ta có hình thang ABCD. Hai góc kề một cạnh bên, đấy là góc A và góc D. Đề bài yêu cầu chứng minh hai góc này bù nhau. Bù nhau tức là chúng có tổng bằng 180 độ. Rồi, ở đây chúng ta sẽ cùng đi vào lời giải chi tiết nhé. ABCD là hình thang bởi vì chúng ta có AB song song với CD rồi. Thế nên là góc D và góc A1 là hai góc ở vị trí đồng vị. Hai góc này sẽ bằng nhau, hai góc đồng vị bằng nhau này. Mà chúng ta lại có góc DAB là góc này cộng với góc này là bằng 180 độ do là hai góc kề bù. Thế nên chúng ta cũng có là góc D sẽ cộng với góc A này bằng 180 độ. Và thế là suy ra hai góc bù nhau. Vậy là đã chứng minh được xong ví dụ 1, chúng ta sẽ cùng đến với phần luyện tập 1. Các bạn cùng nhìn hình vẽ. Tính các góc của hình thang cân ABCD với AB song song với CD và biết được góc C bằng 40 độ. Chúng ta có nhé. Vì ABCD là hình thang cân nên là đương nhiên góc C sẽ bằng được với góc D. Khi đã có góc C bằng 40 độ rồi thì chúng ta sẽ tìm được góc D cũng bằng 40 độ. Vấn đề của chúng ta bây giờ là tìm góc A và góc B. Hai góc này là hai góc kề một đáy, thế nên chúng sẽ bằng nhau. Vậy làm thế nào để tìm được hai góc A và B nhỉ? Các bạn thử suy nghĩ xem. À, chúng ta có thể sử dụng đến định lý tổng bốn góc trong một tứ giác. Bởi vì hình thang cũng là một tứ giác mà. Thì chúng ta sẽ trình bày nhé. ABCD là hình thang cân.
Nên cô sẽ suy ra được là góc C bằng với góc D bằng 40 độ. Và đồng thời cô sẽ suy ra được luôn là góc A sẽ bằng góc B nữa. Rồi, đến đây áp dụng định lý tổng bốn góc trong một tứ giác. Ta sẽ có như sau. Tổng bốn góc là góc A cộng với góc B cộng với góc C cộng với góc D bằng 360 độ. Bây giờ chúng ta sẽ thay số nhé. Với góc A cộng góc B, trên này là A bằng B nhé, cô viết nhầm đấy. Góc A bằng góc B, thế nên góc A cộng góc B thì sẽ viết được là bằng 2 lần góc A cộng với góc C là 40 độ, góc D cũng là 40 độ, vậy C cộng D sẽ là 80 độ bằng 360 độ. Đến đây cô suy ra được là 2 lần góc A sẽ bằng 360 độ trừ đi 80 độ bằng 180 độ. À, 280 độ, cô xin lỗi, 280 độ. Đến đây thì suy ra góc A sẽ bằng 280 độ chia 2 bằng 140 độ. Vậy chúng ta có thể kết luận là góc A bằng góc B bằng 140 độ. Chúng ta cùng đến với phần 2 nhỏ tính chất của hình thang cân. Chúng ta cùng vào hoạt động 1. Cho hình thang cân ABCD, AB song song với CD và cạnh AB nhỏ hơn CD, đã có hình minh họa rõ ràng ở hình 3.16. Từ A và B kẻ AH và BI vuông góc với DC. Chúng ta có H và I là hai điểm thuộc cạnh CD. Chứng minh rằng AH bằng với BI bằng cách chứng minh tam giác AHI bằng với tam giác IBA. Rồi, đề bài đã gợi ý cho mình là mình cần phải chứng minh hai tam giác này. Vậy các bạn nhìn tập trung vào tam giác AHI và tam giác IBA sẽ có những gì nào? Trước tiên thì chúng ta thấy là có cạnh AI là cạnh trung đúng không? Một cạnh trung này. Còn dữ kiện gì nữa không nhỉ? Lưu ý cho cô rằng này, cho hình thang ABCD thì có AB song song với CD. Chúng ta sẽ có tìm được các cặp cạnh, cặp góc so le trong hoặc là đồng vị phù hợp với cái yêu cầu của bài toán. Trong bài này thì dễ thấy rằng là hai góc này là hai góc so le trong này, cô ghi là A1 và góc I1 là hai góc so le trong, thế nên chúng sẽ bằng nhau. Tam giác có một góc một cạnh rồi, vậy chúng ta có thể nghĩ đến là một cạnh hoặc là một góc nữa. Và trong bài này còn một dữ kiện là AH và BI cùng vuông góc với CD. Thế nên là AH và BI sẽ song song với nhau. Vậy nên chúng ta lại tìm được một cặp góc so le trong nữa, đấy là góc I2 và góc A2. Vậy là hai tam giác đã có thể bằng nhau theo trường hợp là góc cạnh góc. Rồi chúng ta sẽ cùng chứng minh nhá. Trước tiên thì cô sẽ phải chứng minh hai cạnh AH và BI song song đã nhé. Có AH vuông góc với CD và BI cũng vuông góc với CD do giả thiết. Thế nên suy ra AH sẽ song song với BI. Và từ đây thì chúng ta sẽ có được góc I2 bằng với góc A2 là hai góc so le trong. Rồi đến đây mình xét tam giác trực tiếp luôn được.
hết tam giác AHI và tam giác IBA. Ta sẽ có này, thứ nhất là I2 bằng A2 chứng minh trên. Tiếp theo cặp góc bằng nhau nữa là góc A1 bằng với I1 do ở vị trí sau lê trong có AB song song với CD và một cạnh chung là cạnh AI. Vậy tam giác bằng nhau theo trường hợp góc cạnh góc, suy ra tam giác AHI bằng tam giác IBA theo trường hợp là góc cạnh góc. Khi đã có hai tam giác bằng nhau rồi thì chúng ta sẽ suy ra được hai cạnh tương ứng bằng nhau, đấy là cạnh AH bằng với BI. Suy ra AH bằng với BI là hai cạnh tương ứng. Câu B. Câu B yêu cầu chứng minh tam giác AHD bằng với tam giác BIC, tức là hai tam giác ở phía bên ngoài này. Đây là hai cái phần tam giác ở phía bên ngoài này. Các bạn nhớ một sự kiện mà mình vừa làm xong, đấy là AH bằng BI nhá. AH bằng với BI vừa mới làm xong này. Rồi, vậy nhìn vào hai tam giác AHD và BIC ta sẽ thấy thứ nhất là có cạnh AH bằng với BI vừa chứng minh xong. Thứ hai là chúng ta có hai góc vuông đã bằng nhau rồi. Vậy chúng ta xem còn gì bằng nhau nữa để chúng ta có thể lấy được không? Hoặc là chúng ta sẽ phải chứng minh thêm. Các bạn thử suy nghĩ xem nào. Đã bạn nào nghĩ ra chưa nhỉ? À, có một tính chất mà chúng ta vừa mới học ở ngay phía đầu bài, đấy là nếu như ABCD là hình thang cân thì hai góc kề một đáy bằng nhau, tức là chúng ta luôn luôn có góc C và góc D bằng nhau. Vậy nếu vị trí C và D ở đây thì cũng chưa đủ để suy ra tam giác bằng nhau, thế nên là cô sẽ sử dụng tính chất về hai góc phụ nhau để chứng minh được hai góc A và B này bằng nhau này. Đấy, vậy cô sẽ có như sau nhá. ABCD là hình thang cân. Nên cô có thể suy ra được là góc C bằng với góc D. Có góc A DAH cộng với góc D bằng 90 độ. Và tương ứng thì mình có góc CBI cộng với góc C bằng 90 độ. Thì ghi chữ mà đi. Mà cộng lại với nhau bằng 90 độ. Nên ta sẽ suy ra được là góc DAH bằng với góc CBI. Rồi, đến đây thì chúng ta sẽ chứng minh tam giác bằng nhau nhé. Xét tam giác DAH và tam giác CBI ta có. Nào, cô có thứ nhất đấy là góc DAH bằng với góc CBI vừa chứng minh trên xong. Cạnh AH bằng với cạnh BI chứng minh ở câu A. Ngoài ra thì mình sẽ có góc H bằng với góc I, tức là góc AHD bằng với góc BIC bằng 90 độ. Rồi, đã đủ dữ kiện. Vậy hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp là góc cạnh góc. Có tam giác bằng nhau rồi thì ta sẽ suy ra cạnh AD bằng với BC là hai cạnh tương ứng.
Và từ đó thì ta sẽ có định lý 1, đó là trong hình thang cân thì hai cạnh bên bằng nhau. Chúng ta cùng đến với phần luyện tập 2. Các bạn cùng đọc đề bài. Cho tứ giác ABCD như hình 3.18, biết rằng góc A bằng góc B bằng góc D1 và hãy chứng minh rằng AD bằng với BC. Chúng ta vừa mới học định lý 1 xong là trong hình thang cân thì hai cạnh bên bằng nhau. AD và BC là hai cạnh bên của hình thang. Vậy chúng ta có thể nghĩ đến ý tưởng là chứng minh ABCD là hình thang cân. Vậy trước tiên thì ABCD nó phải là hình thang đã đúng không? Đề bài chưa cho là hình thang, vậy các bạn phải chứng minh đã. Chúng ta sẽ có góc. Muốn chứng minh hình thang thì ta phải có hai cạnh song song là cạnh AB và CD. Vậy ta sẽ có này, góc A bằng với góc D1 giả thiết. Mà A và D1 ở vị trí đồng vị. Nên suy ra ta sẽ có AB song song với CD, hay ta có thể nói là ABCD là hình thang. Hình thang này lại có góc A bằng với góc B giả thiết, nên suy ra đây là hình thang cân. Là hình thang cân. Nếu nó đã là hình thang cân rồi thì đương nhiên cạnh AD sẽ bằng với cạnh BC. Vậy là chúng ta đã chứng minh xong phần luyện tập 2. Chúng ta cùng đến với tính chất về đường chéo của hình thang cân. Hoạt động 2. Cho hình thang cân ABCD, kẻ hai đường chéo AC và BD, hãy chứng minh tam giác ACD. Cô sẽ đánh dấu tam giác ACD bằng với tam giác BDC. Rồi từ đó suy ra AC bằng với BD. Vậy nhìn vào hai tam giác này thì chúng ta xem có những gì bằng nhau rồi nào. Nhớ rằng ABCD là hình thang cân nên chúng ta có thể lấy được cạnh AD bằng với cạnh BC, đây là hai cạnh bên. Chúng ta cũng có thể sử dụng hai góc kề một đáy bằng nhau, ví dụ như là góc D bằng với góc C. Vậy để nhìn rõ ràng hơn hình này thì các bạn nên nhìn tập trung vào một tam giác thôi. Ví dụ nhé, cô sẽ nhìn vào trong tam giác ACD. Đây, nhìn vào tam giác bên này thì các bạn sẽ thấy ngay này, mình có những dữ kiện gì mình xem lại này. Một, đấy là cạnh AD rồi này. Thứ hai là góc D rồi này. Vậy chúng ta còn thiếu một góc hoặc là một cạnh nữa. Vậy thì bài này cô có thể lấy được cạnh CD. Lấy được cạnh CD. Và CD thì sẽ là cạnh chung của hai tam giác. Vậy chúng ta đã xong được phần chứng minh tam giác bằng nhau nhá. Vậy mình sẽ trình bày này. Tam giác ACD và tam giác BDC có, thứ nhất là cạnh AD bằng với cạnh BC do tính chất hình thang cân. Cô viết tắt nhỉ. Thứ hai là có góc D bằng với góc C. Cô viết đầy đủ góc là ADC bằng với góc BCD do ABCD là hình thang cân. Chúng ta còn có CD là cạnh chung. Vậy suy ra tam giác ACD bằng với tam giác BDC.
theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Từ đó thì ta có định lý 2 trong hình thang cân hai đường chéo bằng nhau. Chúng ta cùng vào phần luyện tập 3. Cho tam giác ABC cân tại A, kẻ một đường thẳng D song song với BC và D cắt cạnh AB tại D, cắt cạnh AC tại E như hình vẽ hình 3.20. Tứ giác DECB là hình gì? Là nhìn vào đây các bạn có thể dễ dàng thấy nó là hình thang đúng không? Nhưng hình thang đã đủ chưa nhỉ? Đây còn là hình thang cân. Vì sao nhỉ? Thứ nhất, để chứng minh hình thang chúng ta phải có dữ kiện song song. Ở đây qua D kẻ một đường thẳng D song song với BC. Đấy, vậy tức là chúng ta đã có yếu tố thứ nhất là song song rồi nhá. Yếu tố thứ hai là chúng ta cần phải chứng minh cho cô là hai góc kề một đáy bằng nhau, tức là góc B bằng với góc C. Cái này thì hiển nhiên có rồi, bởi vì tam giác ABC là tam giác cân tại A. Đấy, vậy là tất cả những thứ mình cần đều đã có rồi, nên chúng ta sẽ trình bày ở câu A ra như sau nhá. Câu A, thứ nhất ta nói về song song, có D song song với BC, nên suy ra là được đoạn DE cũng song song với BC. Vậy suy ra DECB là hình thang cân, là hình thang. Mà ta lại có tam giác ABC cân tại A. Suy ra góc B bằng với góc C. Vậy suy ra DECB là hình thang cân. Câu B, chứng minh rằng là BE bằng với CD. Chúng ta sẽ nối thêm BE và CD. Chúng ta nhìn ra BE là gì của hình thang cân nhỉ? BE và CD đều là đường chéo của hình thang cân. Mà chúng ta vừa học định lý 2 xong, trong hình thang cân hai đường chéo bằng nhau, thế nên cạnh BE và cạnh CD sẽ bằng nhau. Chúng ta sẽ trình bày như sau. BE và CD là hai đường chéo của hình thang cân. Hình thang cân là BDEC hoặc là DECB, nên suy ra hai đường chéo BE bằng với CD. Chúng ta cùng đến với phần 3, dấu hiệu nhận biết. Dấu hiệu nhận biết hình thang cân đó là nếu một hình thang có hai đường chéo bằng nhau thì hình thang đó là hình thang cân. Chúng ta cùng đến với phần ví dụ 2. Cho hình thang ABCD có AB song song với CD. Góc ACD bằng với góc BDC đã được ký hiệu như trên hình. Chứng minh rằng ABCD là hình thang cân. ABCD là hình thang cân, chúng ta cùng xem nhé. Biết giả thiết kết luận thì quá là dễ dàng rồi. Hình thang ABCD có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại Y. Vì AB song song với CD nên là góc BAC, cô đánh dấu vào góc này, bằng với góc ACD, tức là hai góc này bằng nhau. Tương tự thì chúng ta cũng sẽ có được là góc B bằng với góc D. Mà hai góc C và D đề bài đã cho là bằng nhau. Giả thiết đây, ACD bằng với BDC. Thế nên ta cũng sẽ có hai góc A và B bằng nhau. Vậy ta sẽ ra được các tam giác cân là tam giác IAB và ICD. Nếu như tam giác IAB cân tại A thì cân tại Y thì ta sẽ suy ra được là IA bằng với IB. Và tương tự tam giác ICD cân tại Y nên ta có ID bằng với IC. Mà cạnh
AC thì bằng AI cộng với IC. Cạnh BD thì bằng IB cộng với ID. Những đoạn nhỏ bằng nhau thì cộng lại đoạn lớn cũng sẽ bằng nhau. Nên ta suy ra được là AC bằng với BD. Vậy là đã chứng minh xong phần ví dụ 2. Chúng ta cùng đến với thực hành. Thực hành đề bài yêu cầu là vẽ hình thang có hai đường chéo bằng nhau theo các bước sau. Đầu tiên là vẽ hai đường thẳng song song A và B. Trên A lấy hai điểm AB. Các bạn làm tương tự như yêu cầu bài toán nha. Tiếp theo là vẽ hai cung tròn, tức là các bạn đặt compa ở điểm B, sau đó các bạn quay một cung. Tương tự như vậy với điểm A thì chúng ta sẽ được hai cung tròn có cùng bán kính. Và cung tròn tâm A cắt đường thẳng B tại điểm C và cắt đường thẳng B tại điểm D. Và từ đây thì chúng ta sẽ có đường hai nối vào thì ta sẽ được là AC và BD cắt nhau. Hình thang ABCD có hai đường chéo AC và BD là hai đường chéo bằng nhau. Vậy thì ở đây câu hỏi câu A là bài đề bài phần vẽ thì các bạn làm theo yêu cầu của bài toán này. Thế còn câu B. Câu B, hình thang ABCD có phải là hình thang cân không và vì sao nhỉ? Trước tiên thì hình thang ABCD có cạnh AC và BD là bằng nhau bởi vì đây đều là chúng ta vẽ từ một đây là chúng ta đang vẽ một cung tròn có cùng bán kính đúng không? Khác tâm nhưng mà cùng bán kính. Thế nên là BD và AC sẽ bằng nhau. Vậy ta sẽ giải thích ở đây là ABCD là hình thang cân. Vì AC thì bằng với BD và bằng bán kính của cung tròn. Kính của đường tròn đấy. Vận dụng hãy giải bài toán mở đầu. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lên phần bài toán mở đầu nhé. Bài toán mở đầu thì chúng ta thấy rằng là muốn chứng minh hình thang cân thì trước tiên nó phải là hình thang đã. Bây giờ chúng ta thấy khi mà từ đây chúng ta lật ngược lại thì khi nối vào đây nó vẫn sẽ thành những đoạn thẳng hàng. Vậy ở đây sẽ vẫn là hình thang này. Thế còn chứng minh hình thang cân, ta sẽ phải chứng minh là góc N bằng với góc M phẩy. Mà góc M phẩy này ứng với cái hình bên AMND là góc nào nhỉ? Góc M phẩy này thì ứng với góc M. Mà chúng ta đánh dấu vào đây thì chúng ta sẽ thấy ngay góc M và góc N là hai góc so le trong. Thế nên chúng sẽ bằng nhau. Vậy chúng ta sẽ viết như sau nha. Thứ nhất ta sẽ có ta có MN MN phẩy M phẩy N là hình thang. Theo cách vẽ à theo cách cắt và vẽ cắt và lật hình thì ta sẽ có là góc M phẩy ứng với góc M AMN mà ta lại có AMN bằng với góc MNC so le trong do AN phẩy song song với DM phẩy. Đến đây thì ta sẽ suy ra được là góc M góc N góc MNC sẽ bằng với góc M phẩy, chỗ này phải là M phẩy nhé, bằng với góc M phẩy nên suy ra MN
M,N là hình thang cân. Chúng ta cùng đến với phần bài tập. Bài 3.4. Hình thang trong hình 3.23 có phải là hình thang cân hay không và vì sao? Chúng ta nhìn vào hình và chúng ta thấy là nếu như ABCD là hình thang cân thì chúng ta sẽ dễ dàng suy ra được góc của những số đo góc của những góc còn lại, đấy là góc B và góc D. Và thử lại bằng định lý tổng 4 góc trong một tứ giác xem có đúng bằng 360 độ hay không thì sẽ biết được là có phải là hình thang cân hay không. Chúng ta sẽ cùng giả sử nhé. Giả sử ABCD là hình thang cân. Nên cô sẽ suy ra được là góc C bằng đúng góc D bằng 80 độ. Và đồng thời mình cũng sẽ có góc B bằng góc A bằng 120 độ. Ta có này. Tính tổng các góc A, B, C, D vào xem được bao nhiêu. Bằng này. Góc A là 120. Góc B là 120. Góc C là 80. Và góc D là 80. Tính tổng chúng ta thấy ra là bằng 400. Nó khác với 360. Nên điều này là vô lý. Vậy ABCD không phải hình thang cân. Chúng ta cùng đến với bài 3.5. Cho hình thang ABCD có AB song song với CD, chúng ta sẽ cùng vẽ hình nhé. Đây là hình thang A, B, C, D. Kẻ đường thẳng vuông góc với AC tại C. Vậy chúng ta phải nối AC đã. BD nối luôn. Nào đường thẳng song song với AC đây. Và đường thẳng song song với BD tại D. Hai đường thẳng này cắt nhau tại E. Chứng minh rằng nếu như EC bằng với ED thì hình thang ABCD sẽ là hình thang cân. Các bạn thử suy nghĩ một chút về bài toán này xem là các bạn sẽ làm như thế nào. Trước tiên thì mình có ABCD là hình thang rồi. Bây giờ phải chứng minh thêm dữ kiện là hình thang cân nữa. Thì cô có thể gợi ý cho các bạn như sau. Cô sẽ nối cái phần này vào. Cô gọi cái giao điểm của AC và BD là Y nhé. Gọi Y là giao điểm của AC và BD. Đến đây thì chúng ta sẽ chứng minh như sau. Chúng ta có thể chứng minh được tam giác IDE bằng với tam giác ICE. Xét tam giác IDE và tam giác ICE. Các bạn xem có những gì mình kể hết ra nào. Có thứ nhất là góc D bằng với góc C. IDE bằng với góc
ICE bằng 90 độ. Góc bằng nhau rồi này. Thứ hai, chúng ta có cạnh DE bằng với CE, giả thiết. Ta còn có cạnh EI là cạnh chung. Từ đây ta sẽ suy ra tam giác bằng nhau theo trường hợp là cạnh huyền, cạnh góc vuông. Tam giác IDE bằng tam giác ICE theo trường hợp cạnh huyền, cạnh góc vuông. Đến đây ta dễ dàng suy ra được các cạnh bằng nhau tương ứng. Ở đây cô sẽ lấy cạnh IC bằng với ID. Hai cạnh tương ứng. Rồi, vậy chúng ta đã có một cặp cạnh bằng nhau rồi, là IC và ID. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm thế nào để chúng ta chứng minh thêm cho cô cạnh IA và IB bằng nhau? Các bạn thử suy nghĩ xem nào. À, chắc hẳn có bạn đã nghĩ ra rồi đúng không? Nào, chúng ta sẽ cùng xem nhé. À, muốn chứng minh IA bằng IB thì chúng ta sẽ có như sau này. Thứ nhất, đấy là có thể chứng minh hai góc A và góc B bằng nhau. Về chứng minh hai góc A và góc B bằng nhau. Trong khi góc A thì sẽ so le trong với góc C. Góc B so le trong với góc này. Và rõ ràng để chứng minh hai góc C và D này bằng nhau thì dễ quá, bởi vì tam giác ICD là tam giác cân rồi, có cạnh IC và ID bằng nhau. Nào, vậy chúng ta viết tiếp để suy ra tam giác ICD cân tại I. Phải suy ra góc ICD bằng với IDC. Đến đây thì suy ra là mà này, ICD thì bằng với góc BAI do so le trong có cạnh AB song song với CD. Tương tự thì mình sẽ có góc IDC bằng với ABI, cũng tương tự là so le trong và song song. Đến đây mình sẽ suy ra được góc BAI bằng với góc ABI. Vậy suy ra tam giác IAC, IAB cân tại I. Và tức là suy ra IA bằng với IB. Đến đây thì mình sẽ có này, AC bằng AI cộng với IC. Mà AI thì lại bằng với BI. IC thì bằng với ID. Cộng lại với nhau bằng BD. Vậy rõ ràng là AC đã bằng với BD. Vậy suy ra ABCD là hình thang cân. Chúng ta cùng đến bài 3.6 yêu cầu vẽ hình thang cân ABCD với AB song song với CD. Biết đáy lớn CD dài 4 cm, cạnh bên dài 2 cm và đường chéo dài 3 cm. Vậy đầu tiên cô sẽ vẽ đáy lớn CD dài 4 cm. Rồi bây giờ này, khi các bạn đã vẽ được đoạn thẳng CD dài 4 cm rồi, nếu như mà chúng ta vẽ một cách bất kỳ thì rất hiếm khi chúng ta ra được trường hợp là cạnh bên dài 2 cm và đường chéo dài 3 cm. Nếu như có vẽ được thì cũng chỉ gọi là may mắn thôi. Vậy thì làm cách nào? Đầu tiên thì chúng ta sẽ vẽ cho cô một cung tròn hoặc là một đường tròn tâm C
bán kính bằng 2 cm bởi vì cạnh bên là dài 2 cm. Vậy cô vẽ đường tròn tâm C bán kính là 2 cm. Tương tự thì cô vẽ đường tròn tâm D bán kính là bằng 3 cm. Bởi vì đây là phần đường chéo đấy, dài 3 cm. Và khi đó thì cô được giao điểm giữa hai đường tròn này. Vậy cô lấy giao điểm. Đây, giao điểm ở đây thì điểm này chính là một là đỉnh của hình thang cân. Có thể xóa bớt đường tròn đi và chúng ta viết ở đây là đây là hình thang cân ABCD đúng không? Thế thì ở đây phải là chữ B. Rồi. Vậy bây giờ tương tự thì cô cũng sẽ làm như vậy để cô tìm ra điểm A. Ở bên này cô sẽ vẽ đường tròn tâm D và bán kính là bằng 2 cm để ra được cạnh bên bằng 2. Vẽ đường tròn tâm C bán kính là 3 cm. Đấy, giao điểm đây. Đây chính là điểm A. Xóa bớt đường tròn đi để các bạn nhìn được hình thang nha. Đến đây chúng ta sẽ nối các đoạn thẳng lại. Đấy, vậy đây chính là hình thang chúng ta cần tìm. Hình thang cân A, B, C, D. Vậy là đã hướng dẫn các bạn vẽ xong bài 3.6. Chúng ta cùng đến với bài 3.7. Bài 3.7 yêu cầu là hai tia phân giác của hai góc AB của hình thang cân ABCD cắt nhau tại điểm E trên cạnh đáy CD và chứng minh rằng EC bằng với ED. Vậy trước tiên chúng ta vẽ hình này. Bài 3.7 nhé. Hướng dẫn các bạn cách vẽ hình trước đã nha. Đầu tiên thì các bạn vẽ một hình thang cân. Tuy nhiên thì phần ở cạnh đáy cô sẽ chưa vẽ vội nhá. Bởi vì nếu vẽ ra ấy, thì có thể điểm E của cô nó sẽ không nằm trên cạnh CD. Và bây giờ cô sẽ vẽ phân giác. Vẽ phân giác chưa? Đây chính là phân giác của góc A và B. Đấy, và đây là điểm E. Điểm E này nằm trên cạnh CD. Vậy thì cạnh CD nó phải kéo xuống dưới này. Đấy, vậy đến đây bắt bây giờ cô mới vẽ cạnh CD và đáy này. Chứng minh EZ là đường cô nhìn nhầm, chứng minh rằng EC bằng với ED, tức là ta đang cần chứng minh hai đoạn này bằng nhau. Rồi bây giờ các bạn nghĩ xem là chúng ta nên làm như thế nào nào. Chúng ta chứng minh, có thể chứng minh dựa vào trung gian, tức là chứng minh hai cạnh này cùng bằng một cạnh khác, hoặc chúng ta cũng có thể xét tam giác bằng nhau. Vậy trước tiên mình sẽ lượt lại bài toán này một lần xem là có những dữ kiện gì bằng nhau nhé. Thứ nhất, chúng ta có ABCD là hình thang cân, vậy chắc chắn là chúng ta sẽ có AB và CD song song này. Hình thang cân thì hai cạnh bên bằng nhau, vậy mình sẽ có cạnh AD với cạnh BC bằng nhau. Chúng ta còn có hai góc kề một đáy bằng nhau, tức là hai góc D và góc C bằng nhau. Vậy thì mình thấy là có thể sử dụng đến chứng minh hai tam giác bằng nhau đúng không? Đó là tam giác ADE và tam giác BCE. Hai tam giác này thì đã có cạnh AD bằng với cạnh BC rồi này, có góc D bằng với góc C rồi. Còn cái cạnh DE với EC này chưa có nhá. Thì tạm thời chúng ta sẽ bỏ ký hiệu này đi để tránh bị nhìn nhầm.
Đấy, thế bây giờ mình sẽ có một góc một cạnh rồi. Vậy thì đương nhiên chúng ta sẽ phải chứng minh thêm góc bằng nhau nữa đúng không? Mà còn dữ kiện là AE và BE là tia phân giác thì chúng ta chưa dùng. Vậy thì chúng ta suy nghĩ xem mà nên nên làm như thế nào nhá. Bây giờ việc của các bạn phải chứng minh cho cô góc A1 bằng với góc B1. Đấy, thì sao hai góc này bằng nhau nhỉ? AE là phân giác của góc A, thế nên A1 sẽ bằng 1/2 của góc DAB, tức là của cái góc lớn A lớn đây này. Tương tự cũng vậy thì mình có B1 bằng 1/2 của góc ABC, mà hai góc A và B là hai góc kề một đáy nên chúng bằng nhau. Vậy nên ta đã có được hai góc bằng nhau rồi, vậy dễ dàng xác định được chứng minh được tam giác bằng nhau và suy ra cạnh ED bằng với EC. Để cụ thể trình bày ta sẽ có như sau. Có góc A1 bằng 1/2 của góc DAB. Góc B1 cũng bằng 1/2 của góc ABC. Do tính chất phân giác mà ABCD là hình thang cân, suy ra mình sẽ có góc DAB sẽ bằng với góc ABC. Vậy suy ra được góc A1 bằng với góc B1. Đến đây chúng ta dễ dàng xét tam giác DAE và tam giác CBE. Nào xem có những gì bằng nhau, các bạn liệt kê hết ra nhé. Thứ nhất là góc A1 bằng B1 chứng minh trên. Thứ hai có góc có cạnh AD bằng với cạnh BC do tính chất của hình thang cân, do ABCD là hình thang cân. Và chúng ta có góc D bằng với góc C cũng do ABCD là hình thang cân. Vậy đến đây ta sẽ suy ra hai tam giác bằng nhau theo trường hợp là góc cạnh góc. Tam giác DAE bằng tam giác CBE góc cạnh góc. Suy ra cạnh EC bằng ED, hai cạnh tương ứng. Chúng ta cùng đến với bài 3.8. Chúng ta cùng đến với bài tập 3.8. Đề bài cho hình thang cân ABCD có các đường thẳng ADBC cắt nhau tại Y. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ hình thang cân đã. Cách vẽ hình thang cân thì các bạn có thể vẽ như sau. Chúng ta sẽ vẽ một đoạn thẳng, một cạnh đáy trước đã nhé. Vẽ như sau, đầu tiên là cô vẽ cạnh đáy này. Nói lại đoạn này. Chúng ta sẽ cùng vào bài 3.8. Bài toán yêu cầu vẽ hình thang cân ABCD có AB song song với CD, các đường thẳng ADBC cắt nhau tại Y. Vậy đầu tiên cô sẽ vẽ hình thang cân. Cách vẽ hình thang cân thì chúng ta sẽ vẽ một cạnh ở đáy trước này. Sau đó thì chúng ta sẽ kẻ trung trực của đường của đoạn thẳng đó. Rồi ở trên vẽ song song với cạnh đáy và cũng nhận cái đường thẳng vừa vẽ làm đường trung trực. Đây chúng ta được một cái hình như thế này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ xóa cái phần này đi, là chúng ta sẽ được hai cạnh song song ở đáy rồi này. Bây giờ sẽ nối phần hai cạnh bên vào để được một hình thang cân. Lại cái đường này cho thẳng nhé. Rồi vậy chúng ta đã có hình thang là ABCD. Các đường thẳng AD, BC cắt nhau tại Y. Vậy chúng ta sẽ kéo dài các đoạn thẳng,
các cạnh bên này lên. Cắt nhau tại điểm Y. Các đường thẳng AC, BD cắt nhau tại Z. Và đề bài yêu cầu chứng minh rằng EZ là trung trực của đoạn thẳng AB. Để chứng minh EZ là trung trực thì chúng ta có hai cách làm. Đối với bài tập này thì cô nhìn thấy chúng ta có thể chứng minh như sau này. Thứ nhất là các bạn có thể chứng minh là EZ vuông góc với AB và cắt AB tại trung điểm của nó. Cách thứ hai là chúng ta sẽ chứng minh các đoạn bằng nhau. Ví dụ như chúng ta sẽ chứng minh IA bằng IB và chứng minh ZA bằng ZB. Hãy cùng nhìn lại bài toán một chút. Chúng ta có hình thang cân nên sẽ có góc C và góc D bằng nhau này. Chúng ta còn có hai cạnh bằng nhau nữa. Rồi, vậy cô sẽ chứng minh cạnh IA với cạnh IB bằng nhau như sau. Chúng ta sẽ dựa vào tam giác cân ICD. Vậy cô có đầu tiên tam giác ICD cân tại I. Vì sao tam giác này lại cân nhỉ? Bởi vì có góc C bằng với góc D do hình thang cân. Tam giác ICD có góc IDC bằng với ICD. Lý do là do ABCD là hình thang cân. Đến đây thì mình sẽ suy ra được hai cạnh bằng nhau là cạnh IC bằng với cạnh ID. Mà chúng ta thấy rằng là IC là cạnh phía bên ngoài này. IC là cạnh phía bên ngoài. Và ID, hai cạnh này bằng nhau. Khi hai cạnh ngắn ở dưới, tức là AD và BC bằng nhau, tức là hai cạnh trên IA và IB cũng sẽ bằng nhau. Vậy thì chúng ta sẽ có lập luận như sau. Có IC thì bằng IB cộng với BC, còn ID thì bằng IA cộng với AD, mà ta lại có BC bằng với AD do hình thang cân, do ABCD là hình thang cân. Nên suy ra được là cạnh IA sẽ bằng với cạnh IB. Đấy, vậy là chúng ta xong một dữ kiện của bài toán rồi, một cạnh, một cặp cạnh bằng nhau rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm thế nào để chứng minh thêm cho cô cạnh ZA bằng với ZB. Các bạn thử suy nghĩ xem sao nhá. Cô sẽ hướng dẫn các bạn chứng minh cạnh ZA bằng ZB như sau. Chúng ta sẽ dựa vào chứng minh tam giác ZAB là tam giác cân. Vậy lưu ý này, phần nháp nhé. Cô sẽ viết sang phía bên này. Đấy là chúng ta sẽ cần chứng minh tam giác ZAB cân. Thì sẽ suy ra được là ZA bằng ZB. Vậy tam giác ZAB muốn là tam giác cân thì chúng ta cần phải chứng minh, chúng ta cần phải có là hai góc A và góc B bằng nhau. Vậy để chứng minh hai góc A và góc B bằng nhau thì cô sẽ xét tam giác sau. Cô sẽ xét được tam giác ABC và tam giác BAD. Đây, tam giác ABC và tam giác BAD. Các bạn nhìn xem hai tam giác này có những gì nào. Thứ nhất đó là AD và BC bằng nhau. Chứng minh trên mình đã nói về
hai cạnh bằng nhau vì nó là hai cạnh bên của hình thang cân rồi. Ngoài ra thì chúng ta có AB là cạnh chung. Chúng ta còn có hai góc kề một đáy bằng nhau, tức là góc DAB bằng với góc ABC. Cái này cũng là do tính chất hình thang cân ABCD. Do hình thang ABCD cân. Rồi, đã đầy đủ thì chúng ta sẽ suy ra được tam giác ABC bằng với tam giác BAD theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Đến đây thì ta dễ dàng suy ra được góc A và góc B bằng nhau. Vậy suy ra góc BAC bằng với góc BAC bằng với góc DBA là hai góc tương ứng. Đến đây thì ta sẽ suy ra được là tam giác GAB cân tại G. Vậy nên suy ra là GA bằng với GB. Từ IA bằng IB thì cô sẽ suy ra được là Y thuộc vào trung trực của AB. Y thuộc trung trực AB. Từ đây thì cô sẽ suy ra được là G thuộc vào trung trực AB. Đây là dữ kiện 1. Đây là dữ kiện 2. Từ 1 và 2 suy ra EG là trung trực của AB. Vậy là chúng ta đã chứng minh xong. Vậy là trong bài ngày hôm nay, cô đã hướng dẫn cho các em học bài 11 hình thang cân ở trang 52 sách giáo khoa toán 8 kết nối tri thức. Các bạn về có thể truy cập thêm vào trang lờigiải2.com để xem thêm nhiều bài giảng hay nữa. Và hẹn gặp các bạn ở bài học tiếp theo.